xin chào anh chị và các bạn nha. Thì lại là em đây, anh Thư. Hôm nay em sẽ tiếp tục giới thiệu cho anh chị những dòng xe hot hit mà đang có mặt tại cửa hàng nha. Thì cái dòng xe này em thấy đang nhận được cái sự ưa chuộng rất là nhiều luôn, từ mọi giới tính và mọi lứa tuổi luôn. Thì như anh chị đã thấy trước mặt em đây là hai chiếc Vario nha. Một chiếc mẫu cũ đời 2018 và chiếc này là 150 phân khối nha. Và chiếc bên đây là 125 phân khối đời 2020, phiên bản mới nhất luôn. Thì trước hết em mời anh chị đi một vòng hai chiếc xe này ha. Đó, thì hôm nay là hai chiếc mẫu cũ, là chiếc màu đen nhám nè, và mẫu mới này là một chiếc màu bạc, cả hai màu đều rất là đẹp luôn. Mình video chi tiết về con 125 này trước ha. Đó, thì chủ đạo mới là một màu bạc nè, kết hợp với màu đen. Nhìn cái xe nó vừa sáng mà nó vừa mạnh mẽ luôn. Đặc biệt là cái chủ cũ của cái xe này đó, người ta đã dán thêm, đổ thêm những cái tem làm nổi bật cái xe hơn rất là nhiều. Thì đèn đó là đèn led nha, đèn led mẫu cũ đó là cụm đèn led hết luôn nè. Đó, đi xuống cái phần đầu nó bè cái hai bên, nhìn nó cũng khá là mạnh mẽ luôn á. Đây, cái mỏ dè cũng còn rất là bóng luôn, chỉ vết chị nhỏ đây thôi. Bánh thì còn rất là sâu nha, gai gió rất là nhiều luôn. Phuộc thì sáng bóng, những con ốc nè, heo dầu nè, còn rất là mới luôn nha, cả hai bên đều như vậy hết. Mình đi vòng bên cái dàn áo xíu nha. Đó, thì tem nè, tem đó dán thêm đã được rộ lên rất là nhiều. Những cái chỗ gác chân cũng không có chạy, không có xước gì hết nha. Đó, đây là hệ thống EMFB, tiết kiệm nhiên liệu rất là nhiều luôn á. Ở đây một cái tem lớn nè, nó làm cái xe nổi bật hơn ha, màu bạc kết hợp màu xanh khá là đẹp đấy chứ. Những cái ốp bô nè, cái bô cũng còn rất là bóng rồi, màu đen bóng. Bánh sau cũng vậy nha, gai gió cũng rất là nhiều, và những con ốc, cái dàn chân của nó cũng còn rất là sáng luôn. Lên trên này thì cái cản, cái cản thì cũng là một màu xám bạc đậm nha. Bên đây thì cũng có tem luôn, phuộc nè, phần phuộc còn rất là mới luôn. Cái nồi và lọc gió cũng vậy. Thì cái dàn áo bên trái này nhìn tổng thể thì cũng rất là đẹp luôn nha. Và em lên em báo ô đô con này nha anh chị. Đây. Em này chạy rất là lướt luôn, mới có 1228 km thôi. Em đề máy cho anh chị nghe thử luôn nha. Dạ, nó hình như nó hết xăng. Đó, rất là mạnh luôn. Tiếng máy nghe rất là êm nha anh chị. Chìa khóa còn hai chìa zin luôn nha, hai chìa zin luôn, rất là đẹp. Tiếp theo thì mình sẽ qua một con mẫu cũ nhưng mà cái độ hot thì còn rất là nhiều luôn nha. Màu đen là một màu đen rất là mạnh mẽ luôn, và mẫu cũ thì đương nhiên nó sẽ vuốt nhọn như hai bên. Đèn thì nó vẫn còn là đèn halogen ở đèn nhám. Ở dưới thì đã được lên cụm đèn led rồi. Cái này là mâm đồng nha, kết hợp màu đen mà kết hợp với màu đồng này, nhìn cái xe rất là sáng luôn á. Những con ốc này, heo dầu và cái phuộc thì cũng giống bên kia, còn rất là bóng, rất là mới luôn. Đối với cái phần về xe nó cũng có rất cạnh. Thật sự là con xe này rất là đẹp luôn á. Đó, mình đi vòng qua cái dàn áo ha. Đó, đây là có tem Honda nè, nó khác với bên kia xíu. Đó, tem nổi luôn nha anh chị. Phần gác chân nè, ở đây là tem nổi Vario 150 nha, để phân biệt với 125 mới đó. Đây, phần nồi nè, phần gác chân, tất cả mọi thứ cũng còn rất là mới luôn. Phần phụ sao cũng vậy nha. Cái mâm đồng thật sự làm con xe nó sáng lên rất là nhiều luôn á. Tổng thể đều là màu đen hết mà kết hợp với một cái mâm màu đồng, nhìn rất là đẹp luôn. Đèn sậu thì vẫn còn là đèn nhanh, tích hợp chung với đèn hậu. Đó, đèn hậu là đèn led halogen ở đây nha, là đèn nhanh. Đây, cái dàn áo mình phải cũng còn khá là đẹp luôn. Em cũng xin được phép báo ô đô con này cho anh chị luôn nha. Thì con này nó đã đi được 10.788 km nha. Rồi, em đề máy thử luôn. Cái tiếng máy cũng rất là êm, rất là mượt luôn nghe. Con này 150 phân khối nè, nên tất nhiên nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều so với con 125 đó. Đây, sự hai mẫu xe này á, nếu anh chị nào thích mẫu cũ thì mình
nên chọn em này. Còn ai thích cái sự mới mẻ hiện đại hơn thì chọn em này. Hai mẫu này đều đang được bán rất là chạy luôn ở cửa hàng Thành Tâm. Và em được xin quan trọng nhất là em báo giá hàng xe này nha. Với mẫu 125 đời 2020 thì được bán ở Thành Tâm với giá là 40.500.000 đồng. Và con mẫu cũ này thì giá nó nhỉnh hơn tí xíu, tại vì bây giờ nó đã bỏ mẫu. Và những cái này thì em được bán 150 phân khối đời 2018 thì bán với giá là 65.000.000 đồng nha. Thì tại Thành Tâm ngoài cái chiếc màu đen nhám này thì em còn một chiếc màu xanh nhám, một chiếc màu trắng nữa là màu cũ. Có rất nhiều chiếc xe để cho anh chị lựa chọn. Thì nếu anh chị có yêu thích thì cứ liên hệ số điện thoại em để dưới phần mô tả nha. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video nãy giờ của em. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.